tập trước nói đến. Ngươi đứng lại cho ta, bằng không ta sẽ nổ súng. Tôi chỉ là đi ngang qua, cũng không nhìn thấy cái gì, các người tiếp tục đi. Bớt nói nhảm, bỏ vũ khí xuống, giơ hai tay lên, đi tới đây. Thật xui xẻo, đúng là chết vì tò mò. Ngươi vào bên trong đợi cho ta, thành thật một chút, đừng giở trò mưu mô, khẩu súng của ta không phải đồ chơi đâu. Tên vô dụng, ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng làm không xong. Hơ hơ, lại một tên đến tìm chỗ chết. Bây giờ không có người cản trở nữa rồi, chúng ta tiếp tục trò chơi đi, đại ngốc, tiếp tục đánh cho ta, cho đến khi chúng nói địa chỉ nhà của Đôn Mặc mới thôi. Chờ đã, tại sao ngươi lại tìm muốn cậu ta? Bây giờ đã tận thế rồi, chúng ta phải đoàn kết đối mặt với tai họa, không nên bởi vì ân oán trước kia mà so đo với nhau, phải biết tha thứ cho người khác. Ngươi đừng nói dễ nghe như vậy, đó là bởi vì ngươi chưa từng trải qua chuyện như ta. Lúc ở trong tù, hắn lại lợi dụng chức quyền, bạo lực uy hiếp ta nhặt xà phòng, để ta chịu đủ mọi sỉ nhục. Ta từng thề, nhất định phải để cho hắn chịu nhục như vậy. Đại ca, nhặt xà phòng có nghĩa là gì? Hả? Ngươi câm miệng cho ta, những thứ không nên hỏi cũng đừng hỏi. Tiếp tục tra tấn bọn chúng cho ta, đám cặn bã xã hội các ngươi. Các ngươi cho dù đánh phế, đánh chết ta, ta cũng sẽ không bán đứng đồng nghiệp của ta. Được, rất có dũng khí. Ta hy vọng lát nữa ngươi vẫn có thể giữ được phong thái này. Đại ngốc, bẻ gãy từng ngón tay hắn cho ta. Bẻ ngón tay xong lại bẻ ngón chân. Vâng thưa đại ca, tôi sẽ cẩn thận bóp nát xương cốt của hắn. Dừng tay, mau dừng tay, có gì từ từ nói. Anh Sang, đại ca Sang, tôi có thể cho anh biết địa chỉ nhà của Đôn Mập, tôi còn có thể dẫn đường cho các người. Cẩu đàn, ngươi có biết ngươi đang nói gì không? Bây giờ người bị thương là ta, không phải ngươi, ngươi bớt đứng đó nói nhiều đi. Ngươi là tên tham sống sợ chết, ngươi đối với nhân dân, xứng đáng với quần áo trên người ngươi không? Tuy rằng ta là cảnh sát, nhưng cảnh sát không phải siêu nhân, cũng là người sẽ sợ chết. Các ngươi đều câm miệng cho ta. Tóc xanh, ta nhịn ngươi lâu lắm rồi. Ta xem cơ thể của ngươi có cứng như miệng ngươi không. Bây giờ đến lượt ngươi. Đại ngốc, đừng khách khí với hắn, chăm sóc hắn tận tình cho ta. Vâng thưa đại ca, vừa vặn tôi vẫn đánh chưa đã tay, vừa rồi tôi còn chưa bắt đầu dùng sức, cẩu đàn đã liền cầu xin tha thứ, thật là vô vị. Tóc xanh, tốt nhất ngươi nên kiên trì lâu hơn một chút. Ngươi yên tâm, ta sẽ rất nhẹ nhàng bóc nát xương cốt của ngươi, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Ngươi đừng đến đây. Sang đại ca, đại ca. Sau này tôi chính là tiểu đệ trung thành nhất của đại ca. Anh yên tâm, tên Đôn Mập lạm dụng chức quyền kia là con dâu làm giàu nồi canh của xã hội, tôi sẽ là người đầu tiên không tha cho hắn. Còn không bằng ta, mà ngươi còn không biết xấu hổ chỉ trích ta, ngươi chẳng phải cũng là một kẻ tham sống sợ chết sao? Người ta còn chưa động thủ, ngươi đã sợ tè ra quần. Ngươi không cần sỉ nhục nhân cách của ta. Ta đây không phải tham sống sợ chết, mà là cải tạp quy chính. Không sai không sai, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Có điều ta chỉ cần một người dẫn đường là được. Hai người các ngươi chỉ có một người có thể sống sót. Sang Côn, ý ngươi là gì? Lẽ nào vừa rồi ngươi đang đùa giỡn với bọn ta sao? Ta nói vẫn không đủ rõ ràng sao? Chỉ có người sống sót mới có tư cách đi ra khỏi phòng giam này, mới có tư cách dẫn đường cho ta. Ngu như vậy, sao làm cảnh sát được? Tiểu tử thối, ngươi đi theo ta ra ngoài. Sang Côn, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Không cần vội tự tìm đường chết. Bây giờ còn chưa đến lượt ngươi, ta mời ngươi xem một vở kịch hay trước. Không biết Sang Côn lại đang có ý đồ xấu xa gì, tôi chỉ có thể nghi ngờ đi theo hắn ra khỏi phòng giam. Đại ngốc, cởi trói hai bọn chúng cho ta, sau đó đi ra đóng cửa phòng giam. Đại ca, nếu sau khi cởi trói cho chúng muốn bỏ trốn thì sao? Bọn chúng muốn bỏ trốn thì để cho chúng trốn, trừ phi chúng có thể nhanh hơn viên đạn trong súng của ta.
dắt nhân từ cho chúng hai sự lựa chọn. Thứ nhất, các ngươi đứng im bất động, ta sẽ nổ súng ngẫu nhiên, bắn chết một người may mắn. Thứ hai, ngươi có thể sử dụng bất kỳ cách nào, tấn công lẫn nhau, cho đến khi có một bên ngã xuống mới thôi. Cuối cùng người còn sống mới có thể rời khỏi phòng giam này. Đừng quá đáng, ngươi đây là muốn bọn ta tự giết lẫn nhau. Đúng vậy, bọn ta sẽ không mắc lừa ngươi đâu. Hắn đây là muốn châm ngòi ly gián chúng ta, ảnh hưởng đến tình bạn giữa chúng ta. Ta lại thêm một điều kiện nhỏ, nếu các ngươi cố ý kéo dài thời gian không ra tay, một tiếng sau, các ngươi còn không giết chết đối phương, ta sẽ ngẫu nhiên nổ súng, giúp các ngươi lựa chọn. Các ngươi phải suy nghĩ rõ ràng, tuy rằng tỷ lệ sống sót của hai lựa chọn đều là 50%, nhưng quyền lựa chọn đầu tiên là ta, còn quyền lựa chọn thứ hai ở trong tay các ngươi. Các ngươi muốn bị ta quyết định vận mệnh, hay là muốn tin vào sức mạnh của bản thân để chọn lựa số phận của mình? Cẩu đàn, chúng ta tuyệt đối không thể bị hắn dụ dỗ tàn sát lẫn nhau, tuyệt đối không thể để hắn được như ý. Đúng đúng, chúng ta là cảnh sát phục vụ vì nhân dân, tuyệt đối không thể làm ra loại chuyện tự giết lẫn nhau, tổn hại đến hình tượng. Tôi đã nghĩ ra một cách hay để thoát thân. Cẩu đàn, cậu đi qua đây, tôi sẽ nói nhỏ với cậu. Ấn like và theo dõi để xem tập tiếp theo nha các bạn.